棒。 bebe ding em yêu cá mập ba đu tu tu đu tu đu cá mập ba đu tu tu đu tu đu cá mập ba đu tu tu đu tu đu cá mập ba của ông nè cá mập ông tu tu đu đu tu đu cá mập ông tu tu đu đu tu đu cá mập ông tu tu đu đu tu đu cá mập ông tân bà nè cảm ơn mọi buổi sáng thức dậy cùng trao nhau bao yêu thương dù chưa hay đến lúc xế chiều cùng chào mừng ngày tình yêu ngày tình yêu tu tu đu đu tu đu ngày tình yêu tu tu đu đu tu đu ngày tình yêu tu tu đu đu tu đu ngày yêu thương hát lên cùng hát lên bày tỏ yêu thương nào. Cá mập con tu tu du du là tôi đây, tu tu du du cùng yêu thương tu tu du du. Ôm một cái nào. Cá mập mẹ tu tu du du là tôi đây, tu tu du du cùng yêu thương tu tu du du cùng viết thư tình nào. Cá mập ba tu tu du du là tôi đây, du 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 cùng yêu thương, du 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 tặng quà cho nhau nào. Cá mập ba, du 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 là tôi đây, du 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 cùng yêu thương, du 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 hãy trao nhau những lời yêu cá thương. Cá mập ông, du 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 là tôi đây, du 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 cùng yêu thương, du 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 hãy trao thật nhiều những lời yêu thương. Hãy cùng nhau hòa ca ngày Valentine. Hãy cùng nhau hòa ca ngày Valentine. Hãy nói lời yêu thương cùng gia đình du 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 và những người thân thương của ta. Ngày yêu thương du 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 cùng chào nhau. Du 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 lời yêu thương, du 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 cùng yêu thương, cùng yêu thương, du 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 cùng yêu thương, du 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 cùng yêu thương, du 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 cùng yêu thương. Hãy cùng nhau hát vang đón chào tình yêu đến khắp muôn đời. Oh,
Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Phong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi, cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra, tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập ba hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi.
gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. À, ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ong đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà.
Hả? Cái gì? Tên trộm Bình Phong? Bắt tên trộm Bình Phong mau! Skidamarinka tinka ting, skidamarinka tu. Bạn yêu ơi, yêu bạn nhiều. Skidamarinka tinka ting, skidamarinka tu. Mình yêu bạn. Mình yêu lúc sáng khi thức dậy và cả buổi chiều ngọt ngào. Mình yêu cả lúc sắp hết ngày và khi ông trăng lên cao. Oh, skidamarinka tinka ting, skidamarinka tu. Bạn
yêu học sinh ngoan ơi, yêu các con. Tụi con cũng yêu thầy. Chính anh nào nhìn mà xem, anh có chiếc đuôi rất đẹp, ta sẽ hạnh phúc biết bao. La 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 la, nàng này kết hôn với anh không, một chàng này bánh trai, nhìn xương của anh to nhất luôn nè, mang cho em những nụ cười. La 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 la. Kết hôn với anh không, mạnh khỏe nhất chính anh. Nhìn bọn anh đi không có ai bằng, bên anh em chưa lo. La 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 la. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Chúc mừng các bạn, trăm năm hạnh phúc. Rồi. Lúc con cười thật tươi, lúc con chẳng thấy vui, hay những khi không chẳng vâng lời thì mẹ vẫn thương con nhớ. Khi con thật sạch thơm, khi chơi đùa làm quần áo rơi, hay những khi phá phách qua này thì mẹ vẫn thương bé con. Luôn ở đây thương con nhiều
có chứ. Khi con cười thật tươi, khi con chẳng thấy vui không. Hay những khi con chẳng vâng lời nhưng ba vẫn yêu con nhất. Khi con học rất hăng say không. Những lúc mà con ngại hay khóc nhẹ sợ quá đi nhẹ nhưng ba vẫn yêu bé con. Thật chứ. Yêu con nhiều có biết không. Xuân qua hè đến thu sang đông. Khi con cần giúp sức ngay ba sẽ vẫn luôn ở đây. Yêu con nhiều có biết không. Bao yêu thương ấp mong trong lòng. Ba yêu con nhiều lắm biết không. Con yêu à. Yêu con nhiều có biết không. Xuân qua hè đến thu sang đông. Khi con cần giúp sức ngay ba sẽ vẫn luôn ở đây. Yêu con nhiều lắm bé ơi. Yêu thương con suốt cả cuộc đời. Ba yêu con nhiều lắm bé ơi. Con yêu ba lắm. Ba luôn luôn chở che con suốt đời. Là khi con banana nana, là khi con banana nana, là khi con banana nana chui to đây. Là mẹ khi banana nana, là mẹ khi banana nana, là mẹ khi banana nana chui to đây. Là khi ba banana nana, là khi ba banana nana, là khi ba banana nana chui to đây. Ba khi đây banana nana, ba khi đây banana nana, ba khi đây banana nana chui to đây. Là khi ông banana nana, là khi ông banana nana, là khi ông banana nana chui to đây. Thật nhiều chui banana nana, thật nhiều chui banana. Chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, ăn chui nào. Thật là vui banana nana, thật là vui banana nana, thật là vui banana nana, ăn chui nào. Hôm nay Ping Pong sẽ chơi với gia đình cá mập con. Ping Pong lặn sâu xuống dưới biển. Gia đình cá mập không có ở nhà. Họ đâu nhỉ? Cá mập con, bạn đâu rồi? Mọi người đã đi đâu rồi? Ồ, cá mập con đã để lại lời nhắn cho Ping Pong. Ping Pong, chúng em đang chơi trò trốn tìm. Tìm bọn em đi. Cùng nhau đi tìm gia đình cá mập nhé. Hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh cá mập ba. Ồ, đây rồi. Khô, tôi là sư tử biển. Bạn sẽ nghe tôi chơi violin chứ? Đó có phải là cá mập ba không? Chào Ping Pong. Bạn sẽ chơi với tôi chứ? Đó là bạn cá heo. Tìm cá mập ba một lần nữa nào. Ồ, mình nghĩ mình đã tìm thấy cá mập ba rồi. Chính xác, tôi đây, cá mập ba. Cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba. Hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi cá mập mẹ. Ồ, Ping Pong, sẽ tốt hơn nếu bạn là một hoàng tử. Rất tiếc,
Xin lỗi nàng tiên cá, tìm cá mập mẹ một lần nữa nào. Và bạn là... Làm tốt lắm, Ping Pong. Bạn đã tìm thấy tôi. Cá mập mẹ, tu 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 tu, cá mập mẹ. Còn một cái đuôi hồng nữa. Đó là ai? Này, tôi có thể lừa được bạn, Ping Pong. Đó là bạn, sao biển. Tôi không bị lừa đâu. Hãy tìm cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà? Đuôi màu cam, cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà? Đuôi màu cam, cá mập bà. Có hai loại đuôi. Một là đuôi hai vây. Và cái còn lại là đuôi đinh ba. Cái nào là đuôi của cá mập bà? Đuôi của cá mập bà là cái này. Con tìm được bà rồi, Ping Pong. Làm tốt lắm. Cá mập bà, tu 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 tu, cá mập bà. Đuôi của ai thế này? Đuôi của tôi. Tôi là tôm càng. Bây giờ đã đến lúc đi tìm cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Ồ, đó là cá mập ong. Sao bạn dám chạm vào mình? Mình sẽ đầu độc bạn đấy. Ôi trời, bạn sứa sẽ đầu độc mình. Mình nên làm gì? Này, cháu đang làm gì ở đây? Không, không, không có gì. Ồ, thật tuyệt khi cá mập ong giúp chúng ta. Cảm ơn cá mập ong. Đừng cảm ơn. Ông chỉ làm những gì đúng. Cá mập ong đu 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 đu, cá mập ong. Và bây giờ chúng ta phải tìm cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con? Màu vàng đuôi, cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con? Màu vàng đuôi, cá mập con. Em có ở đó không? Không có ai ở đây. Còn ở đây thì sao nhỉ? Không ai ở đây cả. Em đang ở đâu cá mập con? Hay là em ở đây? Được rồi, tìm thấy em rồi. Chị biết đấy, em có thể trốn tốt hơn thế nhiều. Cá mập con, tu 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 tu, cá mập con. Cá mập con, cá mập mẹ, cá mập bà, cá mập ba và cá mập ong. Chúng ta đã tìm thấy tất cả gia đình cá mập. Làm tốt lắm, Ping Pong. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc. Cảm ơn. Hãy nói lời cảm ơn đến ông mặt trời sáng ngời. Hãy nói lời cảm ơn đến người bạn đã giúp mình vui biết bao khi mua cà vui đùa suốt ngày. Nào nào, hãy biết nói lời cảm ơn. Tới lượt bạn. Cảm ơn. Đây, ăn đi con. Cảm ơn mẹ. Trời sáng ngời, hãy nói lời cảm ơn đến người bạn đã giúp mình vui biết bao khi mua cà vui đùa suốt ngày. Nào nào, hãy biết nói lời cảm ơn. Nào chúng ta cùng nhau hát vang bài hát cảm ơn. Cá mập con tu 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 tu. Cá mập mẹ tu tu du 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 du. Cá mập ba tu tu du 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 du. Bà ơi,
ơi, cá mập ba tu tu đu đu tu đu, cá mập ông tu tu đu 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 đu, cùng đi săn tu tu đu đu tu đu, đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô tu tu đu đu tu đu, cá mập cô tu tu đu đu tu đu, cá mập cô tu tu đu đu tu đu, cá mập cô. Cá mập chu đu tu đu đu tu đu, cá mập chu đu tu đu đu tu đu, cá mập chu tu tu đu đu tu đu, cá mập chu. Cá mập anh em chu đu đu tu đu, cá mập anh em chu đu đu tu đu, cá mập anh em chu đu đu tu đu, cá mập anh em. Cùng đi săn chu chu đu đu tu đu, cùng đi săn chu chu đu đu tu đu, cùng đi săn chu chu đu đu tu đu, đi săn nào. Nào chạy mau chu chu đu đu tu đu, nào chạy mau chu chu đu đu tu đu, nào chạy mau chu chu đu đu tu đu, nào chạy mau. Thật là may tu tu đu đu tu đu, thật là may tu tu đu đu tu đu, thật là may tu tu đu đu tu đu, thật là may. Vậy là hết tu tu đu đu tu đu, vậy là hết tu tu đu đu tu đu, vậy là hết tu tu đu đu tu đu, vậy là hết. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khúc đông. Bỏ con một mình, an toàn của con là ưu tiên hàng đầu, không ai tốt hơn chúng tôi. Tình yêu của bà mẹ Maya Sara. Một buổi chiều ấm áp nhiều nắng, và các bà mẹ Maya Sara tập trung lại chăm sóc con của họ. Ô, ôi trời, chắc mình vừa ngủ quên. Hình như đêm qua chị không ngủ, mẹ Maya. Đúng vậy, tôi bận chăm sóc quả trứng. Mẹ ơi, con đói. Đúng là con đói rồi. Con ăn hết lá mẹ hái hôm qua chưa? Mẹ ơi, con đi tìm thức ăn được không? Không, không. Con không biết trong rừng khủng long nguy hiểm ra sao hả? Đúng vậy. Quá nguy hiểm để khủng long con vào rừng một mình. Đúng vậy. Nên không được vào rừng một mình. Đúng, không đi một mình. Mẹ Maya, tôi sẽ xem chừng bọn trẻ, cô vào rừng đi. Được rồi, cảm ơn. Maya con yêu, xem chừng quả trứng đến khi mẹ về được không? Dạ được, thưa mẹ. Nè, con của cô may dù đang chạy vào trong rừng. Cái gì? Ôi trời, thật lộn xộn. Tôi sẽ nhanh chân chạy theo bác Mai Du về. Mai Gia con yêu, con ở đây một chút được không? Dạ được, không cần lo cho con. Mình chán quá. Khi nào em nó mới nở đây? Ủa? Vui quá. Tiếp đi, nhanh lên và ra khỏi vỏ đi. Hả? Ôi không. Nếu mình làm mất quả trứng, mình sẽ gặp rắc rối. Phải nhanh tìm nó thôi. Maya lấy hết can đảm và đi vào rừng. Mình ổn, mình không sợ gì hết. Ouch. Mẹ, mẹ ơi. Maya, con có sao không? Còn quả trứng đâu? Hả? Có ai trộm trứng rồi hả? Dạ phải. Ôi không, Maya vừa nói dối mẹ. Ôi trời, chúng ta làm gì đây? Kẻ trộm có mào trên đầu không? Hắn có mỏ ngắn với chân cong không? Con chắc chắn là một Obi-Raptor. Tên trộm trứng. Maya con yêu, ở yên đây, mẹ sẽ đi lấy trứng về. Không được, nguy hiểm lắm. Mẹ phải lấy trứng lại trước khi có chuyện xảy ra. À!
Chuyện gì vậy? Có gì sao? Trứng của tôi. Trứng của cô? Nó ngay đây. Là của cô phải không? Ồ, đúng rồi. Cô tìm thấy ở đâu vậy? Tôi đi tìm Mayu. Và đột nhiên trứng của cô lăn tới. Tôi biết đó là trứng của cô. Maya nói Oviraptor đã lấy trứng chạy vào rừng. Cái gì? Oviraptor? Thật ra quả trứng chỉ lăn đi mất vào rừng. Con xin lỗi. Ồ, chà, quan trọng nhất là không ai bị thương. Maya, con nhớ không được đi vào rừng một mình lần nữa. Và không nói dối nữa. Con xin lỗi, con sẽ không làm vậy nữa. Con là khủng long quan trọng nhất với mẹ trên đời, hiểu không? Mẹ yêu con rất nhiều. Đúng là một gia đình Maya Sora đáng yêu. Họ hạnh phúc chưa kìa? Khủng long mẹ tốt, Maya Sora. Subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.